Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực, tạo điều kiện cho tăng ni trụ trì, học tập và bồi dưỡng những kiến thức quan trọng đối với thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay, nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì đã được tổ chức trong mùa an cư kết hạ. Diễn ra trong thời gian từ 4 đến 7 ngày, các nội dung quan trọng về pháp luật, giới luật Phật dạy, đường hướng của xã hội, kỹ năng hoàng pháp cách sử dụng mạng xã hội đã được chia sẻ, truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu, giúp mỗi hành giả an cư dễ dàng tiếp nhận và ứng dụng trong tu học. Năm nào cũng vậy, tại mùa an cư kết hạ, Phật giáo tỉnh Kiên Giang đều tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho hành giả an cư. Năm nay, ban tổ chức tập trung chia sẻ các vấn đề như giới luật, kỹ năng hoàng pháp, kỹ năng thuyết giảng, vấn đề tăng sự hiện nay, quy chế tăng sự, tăng ni sử dụng không gian mạng, vân vân để các hành giả có thêm kiến thức áp dụng trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt trong năm nay tập trung nói về cái công tác trụ trì quần pháp và có tổ chức các cái buổi thực tập thiết giảng tiên truyền để định hướng cho một số nội dung trong vấn đề đời sống tu tập của tín đồ Phật tử nhằm nâng cao cái niềm tin và sự kiên định của tín đồ Phật tử đối với tam bảo. Ngoài việc truyền trao kiến thức về Phật học để tạo sự trang nghiêm thanh tịnh cho tăng đoàn, thì năm nay khóa tập huấn còn tổ chức thực tập tuyết giảng về củng cố niềm tin đối với tín đồ Phật tử. Dịp này, Công an tỉnh Kiên Giang cũng triển khai công tác phối hợp bảo vệ an ninh tổ quốc. Đây là nội dung cần thiết giúp Chư Tăng Ni trụ trì có thể áp dụng ngay sau khi học xong trở về địa phương điều hành Phật sự. Cảm giác của chúng tôi là rất là vui, rất là hoan hỷ khi được sống trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp đúng với lý tưởng tăng già, được học hỏi rất nhiều từ những kinh nghiệm trụ trì của Chư Tông Đức trụ trì trong toàn tỉnh, trong các thời thuyết giảng và chia sẻ đã chỉ rõ những cái phương hướng hoạt động của trung ương giáo hội cũng như có những định hướng phù hợp và kịp thời trong công tác hoằng pháp. Việc tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì hiện nay có ý nghĩa quan trọng, phần nào đáp ứng nguyện vọng của tăng ni, Phật tử tại cơ sở, qua đó góp phần đưa đến sự ổn định, giúp Phật giáo địa phương hòa nhập ngôi nhà chung giáo hội Phật giáo Việt Nam.